Một căn nhà nằm trên đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3, TP HCM đã bất ngờ bốc cháy vào sáng nay, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Đến trưa nay, lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn được đám cháy này. Tuy nhiên, ngọn lửa đã lan sang 4 căn nhà liền kề. Rất may là không có thương vong xảy ra. Đám cháy được phát hiện vào lúc 8 giờ 30. Người dân thấy khói lửa bốc lên từ căn nhà khóa trái cửa, rộng 25m2 trong con hẻm, liền hô hoáng tìm cách phá cửa và dập tắt, nhưng bất thành. Đồ đạc hàng hóa nhanh chóng được di dời ra bên ngoài để tránh thiệt hại. Ngay sau đó, hơn 60 lính cứu hỏa có mặt, chia làm 3 hướng, tiếp cận trực diện đám cháy. Vừa phun nước từ trên cao dập lửa, vừa nỗ lực chống cháy lan. Gần 1 giờ sau, đám cháy được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi một căn nhà 2 tầng, 4 căn khác bị ảnh hưởng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.